phát hiện người phụ nữ tử vong trong vườn ngô ở Hà Nội. Khởi tố Hoa Khôi, UEF, xưng luật sư, đánh ghen giúp bạn ở chung cư Bình Thạnh. Khởi tố đối tượng chém lìa tay người đàn ông ở Hưng Yên. Tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt ẩu, đẩy người phụ nữ ngã trước đầu xe container. Cấp cứu thành công 52 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Bình Thuận. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Trưa ngày 14 tháng 5, cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn đang tiến hành điều tra xác minh thông tin liên quan đến một người giới tính nữ đã tử vong ở khu vực cánh đồng ngô trên địa bàn xã Quang Tiến. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn chia sẻ thông tin về việc phát hiện một nạn nhân là nữ giới ở khu vực cánh đồng ngô trên địa bàn này. Sự việc ngay sau đó đã được báo đến cơ quan chức năng. Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi, bà Ngô Thị Kim Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn cho biết, có sự việc nhiều người dân chia sẻ, tuy nhiên về nguyên nhân và danh tính nạn nhân hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc, một nữ hoa khôi tự xưng là luật sư, sau đó cùng bạn hành hung dã man một người khác tại sảnh chung cư. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã khởi tố nhóm đối tượng nói trên về hành động gây rối trật tự công cộng. Qua điều tra, công an xác định Phan Ngọc Quý, 23 tuổi, sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, UEF, từng là hoa khôi cuộc thi Hoa khôi sinh viên UEF năm 2019, ngụ Bình Dương, và Trịnh Đàm Thanh Tú, 25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, là người hành hung chị TVM, 27 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 19 tháng 11 năm 2023 tại sảnh chung cư LB, phường 25, quận Bình Thạnh, xuất phát từ việc ghen tuông giữa chị NTTH và TVM. Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2023, mẹ ruột của NHA, 26 tuổi, bạn trai của chị H, sống tại căn hộ La Bonita, phường 25, quận Bình Thạnh, gọi điện thoại cho H, báo tin căn hộ của bà có hai người phụ nữ lạ mặt do A đưa về và ngủ lại qua đêm nên kêu H đến kiểm tra nói chuyện. Thời điểm này, H đang nằm bệnh viện tại quận 7 nên đã gọi điện thoại nhờ Quý và Trịnh Tú đến chung cư nói trên xem tình hình. Đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, cả hai người bạn của H đến chung cư, được mẹ của A đưa lên tầng 17 gặp chị TVM. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó Quý và Tú đi xuống sảnh chung cư ngồi chờ mở xuống để tiếp tục nói chuyện. Khoảng 30 phút sau, khi M vừa từ thang máy bước xuống sảnh chung cư, hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Quý và Tú đã lao vào hành hung chị M. Trong lúc xô xát, Quý vừa tác động nạn nhân vừa khoe. Tao nói nghe nhà, mày biết tao làm gì không? Tao làm luật sư á. Còn Tú thì đe dọa, tao cho mày lên đường. Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Quý là sinh viên khóa 2018 ngành luật kinh tế của trường. Quý hiện đang làm thủ tục tốt nghiệp và từng đăng quang cuộc thi Hoa khôi UEF năm 2019. Nhà trường cũng cho biết sẽ xem xét lại danh hiệu Hoa khôi của nữ sinh viên này. Ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Ngọc Quý, 24 tuổi và Trịnh Đình Thanh Tú, 26 tuổi cùng ngụ thành phố Thủ Đức để điều tra tội gây rối trật tự công cộng. Các quyết định được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Hai bị can được tại ngoại trong thời gian điều tra. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Bà Phúc, sinh năm 1992. Được biết, Phúc chính là kẻ đã dùng hung khí tấn công khiến một người đàn ông bị đứt cánh tay. Ngày 14 tháng 5, trước đó khoảng 0 giờ 40 phút ngày 9 tháng 5, tại trước cửa nhà hàng Hương Ngại, tổ dân phố Nhân Vinh, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, anh DT sinh năm 1993 đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một đối tượng chưa rõ nhân thân đi xe mô tô dùng hung khí tấn công vào cánh tay phải, khiến người này chỉ biết kêu lên trong đau đớn. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nạn nhân được một số người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối. Sau đó được chuyển lên Bệnh viện Quân đội 108 điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định người chém gây thương tích cho anh T là Nguyễn Bà Phúc, sinh năm 1992, trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Ngày 12 tháng 5, cơ quan công an đã bắt giữ Phúc. Ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phúc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.
Mới đây, một lãnh đạo công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe con vượt ẩu gây tai nạn giao thông, suýt làm một phụ nữ tử vong. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 5 tại ngã ba đường Nguyễn Ái Quốc, giao đường Ngô Đức Kế, thuộc phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Thời điểm nêu trên, xe ô tô con biển kiểm soát 38A544XX do tài xế Nguyễn Công Hát, sinh năm 1981, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh điều khiển, vượt ẩu phía sau lên từ bên phải, đã va chạm với xe mô tô do chị NTH, 39 tuổi, trú ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh điều khiển. Hậu quả, chị Hát cùng xe mô tô ngã ra đường, ngay trước một bánh xe container đang tiến lên. Rất may, chiếc xe này đã kịp phanh lại nên không có hậu quả lớn xảy ra. Nạn nhân chỉ bị thương và đã được đưa đi bệnh viện thăm khám. Thưa quý vị, liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra trong thời gian gần đây khiến người dân càng trở nên hoang mang, lo lắng. Đặc biệt trong thời điểm các kỳ nghỉ lễ diễn ra, nhu cầu du lịch trong đó có ăn uống gia tăng. Mới đây, lại có thêm một vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Bình Thuận, nghi do ăn phải hải sản kém chất lượng. Trước đó, ngày 13 tháng 5, các cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 52 ca bệnh nhân là du khách khi nhập viện. Bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, ói, tiêu chảy. Sau khi cấp cứu, tình hình các bệnh nhân ổn định và không có ca nặng. Chiều cùng ngày, tất cả các bệnh nhân đều ổn, tỉnh táo, tiếp xúc được, thì có 32 ca xuất viện và 20 ca làm thủ tục xuất viện vào ngày 14 tháng 5. Theo nguồn tin, 52 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm thuộc đoàn 750 khách ăn tối tại nhà hàng Hồng Vinh, phường Hàm Tiến. Vào ngày 12 tháng 4, 2024, đoàn khách ở tại 3 resort. Tuy nhiên, chỉ đoàn khách ở lại một trong 3 resort có mua thêm thực phẩm là thức ăn bên ngoài, không rõ nguồn gốc vào ăn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Tổng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin nghi ngộ độc thực phẩm, Sở đã cử đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đến cơ sở, tiến hành điều tra và thực hiện các quy trình theo quy định để làm rõ nguyên nhân. Được biết, nhà hàng Hồng Vinh thành lập hơn 20 năm, thường xuyên đón khoảng trên dưới 1.000 khách ăn vào một buổi tối và có thời gian cao điểm du lịch tại Mũi Né, Hàm Tiến, nhưng chưa có sự cố ngộ độc thực phẩm nào từ ngày thành lập. Đến chiều ngày 13 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường và tổ chức khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn ở tỉnh Bình Phước khiến khoảng 10 người bị thương. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách với xe tải chở hàng và xe container xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày trên đường DT741 đoạn qua tổ 7, ấp Minh Hòa, xã Minh Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vào thời điểm trên, một chiếc xe container chạy hướng từ Bình Phước đi Bình Dương bất ngờ xảy ra tai nạn với xe tải chở hàng. Xe container tông vào con lươn rồi lao sang làn đường ngược lại. Đúng lúc xe khách ở chiều từ Bình Dương đi Bình Phước lao tới, không kịp xử lý, đã tông trúng hiện trường tai nạn, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện. Sau tai nạn, chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt. Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực phun nước dập lửa. Tại hiện trường, xe tải hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị bẻ nát. Người dân chứng kiến cho biết, vụ tai nạn khiến khoảng 10 người bị thương, trong đó 2 người trên xe tải, tài xế xe khách và 3 hành khách bị thương nặng, những người còn lại bị nhẹ. Sau những biến động bởi khó khăn của nền kinh tế, đến nay thị trường lao động đang đà phục hồi và đi vào ổn định. Vì vậy, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng lao động, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với phiên giao dịch việc làm này thì chúng tôi tuyển khoảng là 12 vị trí và cũng rất nhiều các cái số lượng thì là hơn 300 lao động. Thì đặc biệt là công nhân may cắt là thì chúng tôi tuyển khoảng 200 lao động. Còn bên cạnh đó thì cũng cần rất nhiều các nhân viên kỹ thuật. Ví dụ như nhân viên mẫu dập, nhân viên quy trình, nhân viên thiết kế 3D. Với mức lương của Tổng Team A10 thì là dao động từ 8 đến 15 triệu cho các vị trí. Hiện nay thì công ty đang cần tuyển đến 2.000 công nhân sản xuất. Ngoài ra thì có thêm 4 vị trí nhân viên kỹ thuật sản xuất. Cái nhu cầu tuyển của mình hiện từ nay đến hết năm liên tục tăng do cái kế hoạch sản xuất đang có kế hoạch tăng cao. Để thu hút người ứng tuyển, nhiều công ty đã đưa ra các chế độ lương thưởng hấp dẫn. Thu nhập của công nhân có thể từ 7 đến 12 triệu đồng một tháng, được tham gia chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ như chi phí học tập, đào tạo kỹ năng mới, linh động về thời gian và địa điểm làm việc. Tuy nhiên đến nay, việc tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực sự năm 2024 là rất khó khăn. So với năm 2023 thì hết quý 1 năm 2024 thì
mới tuyển được khoảng được 70% so với cùng kỳ. Do các cái công ty điện tử người ta phục hồi, và cái thế hệ Gen Z bây giờ người ta cũng nói vui là cái nghề rung rủi ra tiền, người ta không muốn như thế. Người ta phải muốn là đi làm những cái việc nhẹ lương cao. Chúng tôi mong muốn được các cơ quan chức năng hỗ trợ, và cái hỗ trợ đầu tiên đó là chúng ta cần cái dữ liệu của người lao động, cần cái dữ liệu thông tin của người lao động, vì là cái đó là chúng tôi đang thiếu. Và nếu như mà có những cái chính sách liên quan đến các trường nghề á, để có thể hợp tác, chúng tôi lại đưa sinh viên đi trải nghiệm tại các doanh nghiệp thực tế, thì đấy cũng là một cơ hội để cho các em, để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, thời gian tới, các trung tâm dịch vụ việc làm cần đẩy mạnh hoạt động kết nối, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau thời gian dài vắng bóng, đề tài gia đình đã trở lại mạnh mẽ trong nền điện ảnh phim Việt, trở thành một trong những vấn đề được khán giả đặc biệt quan tâm. Do đó, các bộ phim như Lật Mặt 7 của Lý Hải hay Mai của Trấn Thành vừa ra mắt đã nhận được đông đảo sự yêu mến của khán giả, nhanh chóng đạt doanh thu từ hàng trăm tỷ đồng nhờ thể hiện đúng lát cắt cuộc sống. Em nghĩ là Lật Mặt 7 sẽ là cái bộ phim mà vượt mặt tất cả các lật mặt trước đó. Trước đây em cũng đã từng xem bộ phim Mai của Trấn Thành, bởi vì thời điểm đó thì nó cũng rất là hot và hầu như sẽ cháy vé trong các cái rạp. Mỗi bộ phim thì sẽ mang lại nhiều cảm xúc và nhiều khoảnh khắc khác nhau. Cái mà em mong thể gửi gắm đến những bài học cho thế hệ trẻ của mình bây giờ và sau này nữa. Thì là đâu đó mình hiểu nhiều hơn về cái sự hy sinh của ba mẹ của mình, hiểu nhiều hơn cái sự hy sinh mà ông bà đã dành tặng cho mình trước đó. Nghĩ thì mỗi cái nó đều có ý nghĩa riêng và nó đều phản ánh, giống như là bộ phim của Trấn Thành thì nó sẽ phản ánh thực tế hơn về tình cảm giữa hai con người nó như thế nào. Còn bộ phim Lật Mặt thì nó nói về cuộc sống của gia đình á, nó nói về tình cảm gia đình. Thì em nghĩ là mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng. Thực ra cái phim về gia đình á, là cái đề tài muôn thuở luôn rồi đó. Sao khán giả trẻ bây giờ thích đi coi câu chuyện gia đình? Có nghĩa là sau khi mà các bạn trẻ chạy theo những cái trend của nước ngoài đó, thì giờ này các bạn trẻ đã bản lĩnh hơn trong việc đi xem phim. Các bạn trẻ đã nghĩ nhiều hơn đến gia đình. Đó là một trong những cái tín hiệu đẹp. Cái thứ hai là những đạo diễn. Đạo diễn ở đây là cái ekip sản xuất luôn ha. Cho nên cái việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật quay đã tiếp cận với những cái công nghệ làm phim của thế giới. Họ tiệm cận với thế giới. Họ khai thác câu chuyện đậm chất Việt Nam. Họ chọn cảnh đẹp, góc quay hấp dẫn nè. Những cái lời thoại trong phim cũng ngắn gọn, xúc tích. Nó mang tính chất nghệ thuật điện ảnh, tức là nghệ thuật thứ bảy. Cũng phải nói thêm rằng họ đã tạo nên cái tên tuổi riêng của họ. Họ có lượng nguồn lực lượng công chúng riêng. Mình không nói là đỉnh cao về nghệ thuật gì cả, nhưng mà rõ ràng đây là những đạo diễn mà họ có thể là tìm được cái chìa khóa để đi vào cái trái tim khán giả, đi vào cái thị hiếu khán giả đúng vào giai đoạn này. Nhìn chung, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu phim ảnh, đề tài gia đình luôn có chất liệu mới trong xã hội. Tuy nhiên, để xây dựng được một bộ phim thành công, cần có sự sáng tạo của một tập thể từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên, và đặc biệt là việc lắng nghe những ý kiến phản hồi của khán giả để tạo ra những bước ngoặt mới cho nền điện ảnh nước nhà. Hôm nay 14 tháng 5, cả ba miền có thời tiết nắng ráo là chủ đạo. Tuy nhiên, phía Bắc có một khối không khí lạnh yếu tăng cường sắp tác động và thời tiết sẽ thay đổi. Sau đây là dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới ở cả ba miền. Khu vực Bắc Bộ, từ chiều tối 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, có mưa vừa, mưa to và có dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối 15 tháng 5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo ở cả ba miền, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá là cấp 1. Ngoài ra, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật dự báo diễn biến mưa lớn trong những ngày tới.
Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.